Xin chào tất cả quý vị và tất cả các bạn. Mình là Ngọc Khánh đến từ nhà đẹp Tân Á. Ngày hôm nay Ngọc Khánh sẽ đưa tất cả quý vị đến với một phong cách hiện đại mang hơi thở Á Đông. Vậy phong cách đấy sẽ sắp xếp như thế nào? Hãy cùng Ngọc Khánh di chuyển nhé. Đứng ở vị trí của Ngọc Khánh đây, quý vị thấy đây chính là khu vực của cổng với thiết kế rất là hiện đại, mang giữa chất liệu nhôm và chất liệu gỗ, tạo ra sự cứng cáp và cũng như sự mềm mại ở trong lối thiết kế. Vào trong ở tại khu vực khoảng sân, quý vị thấy là một khu vực của cổng to này di chuyển vào. Khu vực Khánh đứng ở đây có thể là để ô tô chẳng hạn. Sang ở tại khu vực phía sau đây, chúng ta có thể thấy đây chính là hệ thống cửa phụ của ngôi nhà. Ngôi nhà có hai lối cửa, một lối cửa đi chính và một lối cửa đi phụ ở tại khu vực này. Thứ nhất là nó hướng chính, nó phù hợp với đấy chính là phong thủy tuổi của chủ nhà. Còn hướng cửa phụ là hướng để đón gió với cái không khí vào tại khu vực trong nhà. Như quý vị thấy ạ, ở tại khu vực ở trên đây là những hệ thống của đèn đao chiếu từ trên để chiếu xuống. Buổi đêm căn nhà rất đẹp quý vị nhé. Lên một chút nữa về những cái thiết kế ở trên, những cái khu vực của mái Nhật ở đây chúng ta có thể thấy đấy chính là phối những cái màu nâu để phù hợp với đây chính là những khu vực của cánh cửa, với những cái đường phào ở tại khu vực đây quý vị có thể, những đường phào đây tạo cánh cửa một cái mặt phẳng rất đẹp với hệ thống kính ở bên trong. Kính này chúng tôi sử dụng để cho lớp kính đấy chứ, chỉ có ở trong nhìn ra thì thấy được, còn ở ngoài nhìn vào chắc không thấy ở tại trong nhà nó như thế nào, tạo cảm giác an toàn chặt chẽ trong lối kiến trúc. Đây là khu vực của khoảng sân, quý vị có thể thấy rằng là đến với khoảng sân này thì có rất là nhiều cây, nhất là khoảng ấn tượng nhất là khu vực của cây bưởi này, tạo không gian nó có một nét gì đấy như kiểu chào đón người khác vào đến với nhà ấy, tạo cái nét tò mò khi ai đến ở ngôi nhà này. Tinh tế hơn đấy chính là khoảng sân này thì chủ nhà sử dụng đấy chính là khu vui chơi cho tất cả các bé. Như quý vị thấy là buổi chiều ngồi với con cái ở tại những cái xích đu này, nói chuyện mẹ con tâm sự, bố mẹ con tâm sự rất là tuyệt vời. Khu vực ở sau này chúng tôi thiết kế đấy chính là cũng là một khu vực đón gió, chạy lồng ra tại khu phía sau và bẻ sang tại khu hình chữ L là khu vực của sân rửa và tại khu phía sau, cũng như có công năng ví dụ như là đồ đạc mình không còn dùng nữa chẳng hạn, mình có thể để ra tại khu vực phía sau này, nó không xấu cái thiết kế của ngôi nhà. Đây là hệ thống những bước chân đầu tiên chúng tôi sẽ di chuyển vào tại khu vực ở phía trong. Nhưng trước khi di chuyển vào trong, chúng ta sẽ tìm hiểu qua một chút về cái thiết kế của cột ở tại khu vực này. Cột ở đây chúng tôi sử dụng đấy chính là mang phong cách hiện đại và có chút hơi thở Á Đông, là đấy chính là quý vị có thể thấy những hệ thống đèn có nét hiện đại có này, những đường sọc đối xứng, sắp xếp những hình trụ trên những cái hình vuông chúng tôi có, và bên cạnh đấy đấy chính là hệ thống đèn rất đẹp. Bật mí với tất cả quý vị một điều với cánh cửa này. Cánh cửa này là theo chủ của gia đình có chia sẻ cùng với Khánh đấy chứ. Cánh cửa này được để rất là lâu rồi. Đây là một cái giống gỗ rất là quý và bây giờ rất khó có thể tìm ở tại khu Việt Nam. Lim Việt Nam quý vị nhá. Màu sắc rất là đẹp, rất trang trọng. Tiến vào phía bên trong này, đấy chính là khu vực của khuôn viên của phòng khách của gia đình. Như quý vị thấy được rằng là rõ nét hơn với khu vực phòng khách, đấy chính là khu vực ngăn ở đây ạ, giữa khu vực ở các phòng khác đối với khu vực phòng khách. Nhìn qua khu vực này, Hoàng Khánh thấy nó mang một đôi chút gì đấy theo hơi hướng của Indochine, một phong cách có một đôi chút cổ kính của các phương nước Á Đông. Đây chính là khu vực của bộ bàn ghế sofa cộng thêm ốp tường ở tại khu vực này, đấy chính là ốp bằng đá, ốp bằng gạch chạy thẳng bao trùm đấy chính là khu không gian này. Bên cạnh đấy thì một bức tranh phong thủy, khi chúng ta đi vào trong căn nhà cảm giác nó mát hơn với những hệ thống tranh ảnh nó như này. Tiếp đến thì chúng ta đến với hệ thống trần nhà ở trên với những đường phào chỉ được thiết kế rất là tinh xảo, tạo cho không gian đối xứng của cái trần nhà này. Bên cạnh đấy thì quý vị có thể thấy ạ, ở trên thiết kế ở trên với là thiết kế ở dưới, nó tạo cho một cái không gian của căn nhà cảm giác nó mát mẻ hơn, sang trọng hơn. Và Khánh rất thích cái
cái cánh quạt nha quý vị nhá. Không hiểu sao nhưng mà Khánh rất thích cánh quạt so với là sử dụng đèn. Thứ nhất là công năng rất đặc biệt ạ, ngồi tại đây ạ, nó rất là mát khi mà người khác đi vào ở tại khu vực trong nhà. Và thứ hai nữa, nó không làm quá là sáng bởi vì hệ thống đèn đao nó quá là nhiều rồi ạ. Nó tạo cho không gian nó thoáng hơn. Đấy là nếu như nhà của Khánh ở bên cạnh đấy thì quý vị thấy ạ, khu vực của thiết kế của bộ sofa này bằng gỗ cộng thêm mà thiết kế da, bọc da vào đây. Có thể nói là chủ nhà rất chăm chút cho cái không gian đón khách của mình. Da này da thật quý vị nhá, ngồi rất êm, thật sự rất êm. Và chúng ta sẽ di chuyển một chút đến tại khu vực của các cái phào chỉ ở trong để nhìn ra tại khu bên ngoài. Ở đây đây chính là khu vực của phòng khách, cho nên là nếu như quý vị chúng ta ngồi ở đây, để Khánh đến mà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, có thể 7 người bạn chúng ta đến chơi ở nhà, ngồi tại khu vực này, có thể nhìn ngắm được ra tại khu vực ở ngoài kia, nó có không gian riêng. Như là Khánh đã chia sẻ thì kính này chỉ có ở trong nhìn ra thấy, còn ở ngoài nhìn vào chúng ta sẽ không thể thấy được. Hệ thống này khác, thay vì ở đây thì chúng tôi đặt một bức tranh chẳng hạn, thì cái bức tranh bên kia thôi, cho nên chúng ta đặt một cái ghế đấy cũng khá là ổn. Và bên cạnh đấy có một khu vực của ngăn để đồ. Đây thì chủ nhà định những cái vật trang trí của gia đình hay là những cái đồ ăn, bánh kẹo hay tất cả mọi thứ đây, quý vị thấy rất chu đáo. Đây là khu vực của kệ tivi, thiết kế bao gồm hết tất cả này chúng tôi sử dụng đấy trên hệ thống làm vách ngăn luôn quý vị nhá. Nhìn nó là gỗ nhưng nó sẽ làm vách ngăn từ đây ạ, từ căn này sang bên này, vòng sang bên này để chúng ta có một cái không gian riêng luôn. Hướng của kệ tivi này bởi vì sao nó đặt theo đấy chính là phong thủy của chủ nhà. Những cái ô cắt chéo đây quý vị thấy ạ, chủ nhà rất là nhiều những chai rượu quý Chivas 18 hay là những chai rượu sâm panh ở tại khu vực bên này. Một cách thiết kế riêng gì đấy của chủ nhà. Chúng ta sẽ di chuyển vào trong. Anh rất thích cái kiểu không gian chia cột bằng thiết kế gỗ như này, tạo một nét rất sang quý vị nhá. Đây ạ, như kiểu như này, một không gian riêng luôn, chạy gỗ từ phía bên kia qua phía bên này tạo một không gian riêng luôn ạ. Đi qua thôi cũng đã cảm thấy là nó sang trọng như thế nào. Những thiết kế ở trên quý vị thấy hình tròn pha với những cái hình cầu như này, nó mang những cái hơi hướng nó mềm mại như này, nó tạo cho một cái không gian nó không quá là cứng về cái mặt thiết kế. Chúng ta sẽ đến với khu vực của phòng ăn. Ở đây là khu vực của phòng ăn, chia và phân biệt rõ ràng luôn. Quý vị có thể để ý ở trên khu vực của trần nhà, ở đây chúng tôi sử dụng đấy chính là hoàn toàn đấy chính là thiết kế bằng gỗ cho ở tại khu vực của phòng ăn này. Nội thất phòng ăn này chảy dài từ trên bao hết khu vực của trần và chảy dài xuống và đến ở tại khu vực bàn đảo này. Tất cả đều làm bằng gỗ, đấy là một nét đặc trưng và sự yêu quý của chủ nhà yêu cầu. Nhưng không phải là gỗ thì nó sẽ không mang lại tính công năng lớn tất cả quý vị nhé. Thứ nhất là tại khu vực này chúng tôi sử dụng đấy chính là gỗ chống thấm nước với lớp sơn ở tại khu bên ngoài. Cho nên là vấn đề về lau chùi hay là tất cả mọi thứ cũng rất là ổn. Còn đây quý vị thấy sử dụng đấy chính là đá granite chạy dài theo một hình vòng cung. Và trên này chính là những khu vực của đựng đồ rất hiện đại quý vị, nhưng không cách đựng đồ là rất hiện đại. Nếu như nhà của Khánh sau Khánh sẽ sử dụng những cái khu vực của ngôi nhà này, hay là ở trên chúng tôi sử dụng những cái ngăn này ạ, quý vị giờ đấy ạ, những ngăn này chúng tôi có thể để những cái đồ khác của gia đình vào trong này như những nồi niêu bát đũa lớn để lên ở tại khu trên này, những cái đồ cần dùng thì chúng ta để vào những cái vị trí ở dưới này. Cộng thêm đấy là chính là những hệ thống dưới nữa, chúng ta để các cái vật dụng đồ khác. Chạy qua tại khu vực bên này một chút, chúng ta đến với là khu vực của tủ lạnh. Đây là quý vị, bật mí cho quý vị một điều về cái không gian của cái nhà bếp này nhé. Nếu như mà xây dựng, nếu như kiến trúc sư chúng ta không để ý thì nó có thể là bị một cái là nó trái với là phong thủy.
Tại vì sao? Người ta tính cái hướng phong thủy là như nào? Đây chính là hướng lưng của người nội trợ, tức là người phụ nữ. Cho nên là nhiều người người ta tính là hướng bếp này, nhưng không, đó là cái hướng lưng của người phụ nữ, là cái hướng phong thủy của gia đình. Thì ở đây chúng tôi chọn hướng đó chính là hướng đông và hướng đông nam, mang đấy chính là hành mộc. Ra một chút ở sau này đấy chính là khu vực sân rửa. Sân rửa cũng được ốp hết tất cả khu vực của gạch, khuôn viên rất là gọn gàng. Nhưng Khánh bảo là khu vực này có thể đi thông ra tại khu vực phía trước. Những công năng sử dụng cho gia đình khá là hợp lý. Tiếp theo chúng tôi sẽ đến với khu vực của bộ bàn ăn. Bộ bàn ăn này chúng tôi thể sử dụng đấy chính là thiết kế của bàn tròn, và thứ hai đấy chính là nét Á Đông ở tại khu vực của phòng ăn này ở đâu. Những chiếc ghế quý vị có thể thấy ạ, những cái ghế khá là chắc chắn, những cái đường vòm, những cái họa tiết mà quý vị có thể thấy trong những video clip trước của Ngọc Khánh về phong cách của Tân Cổ Điển. Một chút nữa là về khu vực của khuôn viên này. Tất cả Ngọc Khánh bảo với tất cả quý vị đúng không ạ, với Tân Á chúng tôi lựa chọn đưa không gian ở tại khu vực bên ngoài vào trong khu vực khuôn viên ở trong nhà, cộng đấy chính là những cái luồng không khí vào tại khu vực trong nhà. Đấy là cái sự ưu tiên đầu tiên của chúng tôi dành cho tất cả quý vị. Hay là bên này cũng thấy ạ, thiết kế của bếp có một cái khu vực để những cái mùi hôi, những mùi nấu ăn chẳng hạn có thể bay ra theo đường cửa sổ này. Đấy là một thiết kế cũng rất khá là thông minh. Theo một khu vực khác nữa, khu vực này rất là rộng quý vị nhé. Sang đến ở tại khu bên này, quý vị thấy ạ. Nếu như mà các cái thú vui thì người ta có thú vui xây hạt xoàn, người ta có thú vui mua vàng, thì thú vui của gia chủ của chúng tôi ạ, đấy là gỗ ạ. Quý vị có thể biết đây là một khu gỗ rất là quý, đây là gỗ nguyên khối quý vị nhá. Đây là một cái phong cách mới đang mang về Việt Nam, đấy chính là wabi sabi, mang những cái thứ đơn giản nhất, mộc mạc nhất nhưng nó có giá trị về kinh tế cao nhất. Thì đấy là cái gỗ này. Theo càng ngày quý vị nhé, cái khúc gỗ này nếu là gỗ thịt ạ, càng ngày thì giá trị của khúc gỗ này nó sẽ càng tăng nhé. Và gia chủ chúng tôi sử dụng cái khu vực này để tổ chức những bữa ăn cùng với những người bạn cũng như người đồng nghiệp. Phía sau này đấy chính là một cái bức tranh bằng đá khá là đẹp giữa màu trắng, màu nâu, tiền vàng. Đây, nó thay vì đặt một cái chậu cây nó vướng đúng không? Nó vướng, quá vướng. Thì đặt một bức tranh như này, nó vừa tôn lên cái khoảng ở bên nhà này, nó không bị trống, nó khá là đẹp. Mà đây là khu vực của sân sau, cửa sau của gia đình đây. Ngọc Khánh đang đứng ở đây, khu vực của sân sau. Những khu vực sân sau là những khu vực của đón gió. Chúng ta thấy là chủ nhà cũng rất tinh tế đặt những cái chuông gió ở đây. Buổi chiều mát, đứng ở đây uống ly trà chẳng hạn, nghe tiếng chuông gió cũng làm cho bản thân mình thanh tịnh. Và cảm giác phong cách ở đây mang một cảm giác khá là yên bình với cái không gian này riêng thôi quý vị nhé. Chúng ta sẽ di chuyển vào các cái phòng tại phía dưới này. Ở đây chúng tôi sẽ có một không gian vệ sinh chung của gia đình. Nền gạch chúng tôi sử dụng đấy sẽ là gạch chống trơn. Như quý vị thấy là đi tất, không đi dép, nhưng cái độ thấm hút của khu vực, của không gian của nhà vệ sinh này khá là tốt. Ở trên chúng tôi sử dụng đấy chính là theo thiết kế đấy cho sử dụng cây tắm đứng Toto, một trong những hãng nội thất đó về khu vực của vệ sinh, đấy chính là của Nhật Bản. Quý vị thấy là gạch ở trên, ốp ở trên chúng tôi sử dụng đấy cho chất liệu gỗ và sơn vào đấy chính là lớp sơn, đấy chính là chống thấm nước để tạo cho không gian này nó thêm cái phần lung linh hơn. Như quý vị có thể thấy nội thất ở trong cũng là những cái đồ cơ bản cho một nhà vệ sinh. Nhưng Ngọc Khánh chỉ thấy thích cái kiểu tắm đứng như vậy, nó sẽ mang cho một cái kiểu không gian không biết như thế nào, nó cảm giác nó sạch sẽ. Đây là sử dụng cho một công năng nữa cho bố mẹ của gia chủ của chúng tôi. Đây là khu vực của phòng ngủ của những người già, những người lớn tuổi. Mặc dù cái nhà vệ sinh ở tại khu bên thôi, nhưng chúng tôi sử dụng căn nhà vệ sinh ở đây
Bởi vì là người già như ông Khánh bảo rồi ạ, sức khỏe khá là yếu thì buổi đêm có thể đi sử dụng những cái căn nhà vệ sinh nó như thế này. Trong này đầy đủ tất cả thiết bị bồn rửa mặt, bồn vệ sinh và khu vực của phòng tắm đầy đủ hết cho tất cả các bác, không thiếu một cái gì. Bên cạnh đấy thì vì khu vực của mặt sau ở tại khu ngôi nhà nên chúng tôi sử dụng đấy chính là hai khu vực thiết kế của cửa. Thứ nhất là sử dụng đấy chính là cửa nhôm kính để mang cho đấy chính là độ bền, giá trị, giá thành rẻ. Thứ hai nữa là trong ốp gỗ nó cũng không làm quá sơ sài về cái công năng của khu vực này. Tiếp theo một tí chúng ta sẽ đến với khu vực của phòng kho. Ôi, phải công nhận là chỉ mỗi riêng tầng 1 thôi nó quá nhiều thiết kế quý vị. Đây là khu vực của phòng kho của gia đình. Ở trong này thì gia chủ có thể sử dụng đấy chính là để đựng rượu. Đây. Đây là khu vực của phòng kho. Đây có thể để sử dụng nguyên ở tại khu vực ở dưới cầu thang này để đựng rượu hay là những cái đồ đạc trong gia đình có thể đựng vào cái khu vực này. Nó khá là rộng rãi quý vị nha, nhưng mà cũng không làm cho nó mất quá công năng. Nếu như bên này sử dụng để đựng những cái đồ như vậy thì bên này chúng tôi đặt một cái thiết kế của tủ giày bao gồm ở tại khu vực này luôn. Có thể nói rằng là những cái khu vực mà càng đơn giản bao nhiêu nhưng mà đòi hỏi tính tỉ mỉ bao nhiêu thì hãy tìm với chúng tôi. Chỉ là một cái phòng kho thôi nhưng mà thiết kế mọi thứ rất là cẩn thận và tỉ mỉ để thấy là kiến trúc sư chú ý đến ngôi nhà là như thế nào. Tiếp theo chúng ta đến với khu vực của hành lang để chúng ta sẽ di chuyển lên ở tại khu vực của tầng 2. Như quý vị thấy là thay đổi một cái lối thiết kế về màu gạch từ ở tại khu vực ở dưới lên ở tại khu vực trên, chuyển sang là chính là màu của gạch khác luôn. Thì chúng ta di chuyển lên, hệ thống cầu thang được làm bằng gỗ, tay nắm vịn được làm bằng gỗ. Mỗi cái khu vực của sân chờ cầu thang với những họa tiết rất là đẹp quý vị nhé, như dưới chân Ngọc Khánh đấy, những hòn đá được thiết kế ở đây, những ngôi sao thì rất là ưa mắt luôn ạ, sang trọng ạ. Nền thì làm bằng gỗ của nhà này, từ ở tại khu vực dưới lên là tại khu vực trên, không gạch không đá thì là gỗ, cảm giác sở rất là thích quý vị nhé. Bên đây thì cái khéo đây này, nếu như đây thì là một cái trụ thì không, thay vào đây những cái ô để đựng cây xanh, những cái bình hay là những cái đồ vật lưu niệm rất là đẹp. Thấy rất thích cái kiểu như này nhé. Như quý vị có thể thấy được rằng là khu vực này đấy chính là khu của sân chung, không gian chung nối liền các hệ thống vào trong nhà. Và chúng ta sẽ tìm hiểu khu vực đầu tiên, phòng ngủ master của gia đình. Phòng ngủ của master của gia đình bố trí khá là rộng với hai chiếc ghế da được đặt ở vị trí này. Ngọc Khánh nghĩ là vị trí này là khá là hợp lý, ngồi dựa ở đây có thể đặt chân hay là tất cả mọi thứ để có thể thả không gian hơn. Da này cũng là da thật quý vị nhé. Thật sự với tất cả quý vị, ngồi da thật rất là sướng. Bên cạnh đấy thì gia chủ chúng tôi thể hiện những cái cửa sổ, có những khu vực cửa sổ để nhìn ngắm ra ở tại khu vực của ban công, ở tại khu vực bên ngoài. Ở đây là hệ thống giống như kiểu rèm chớp à. Chúng tôi gọi đây là hệ thống của rèm chớp để kéo nhẹ nhàng ra những khu vực của không gian ở bên ngoài, rất là thoáng để đứng ở trong nhà để nhìn ra. Cộng thêm đây cũng có một cái khu vực của vách ngăn chia hai khu vực ra, cũng như là làm khu vực để tivi. Bên cạnh đấy là những cái đồ tư trang cần thiết của gia đình, ví dụ như là như một cái tủ thuốc chẳng hạn. Đối với trong khu vực của trong gia đình thì nên có một khu vực của tủ thuốc nó như này. Đây cũng có thể nhìn ra tại khu vực bên ngoài, khu vực ban công. Mở cửa cánh cửa ra chào đón bình minh. Đấy. Như nhà của mình luôn. Đấy. Hợp lý không quý vị? Không gian nhìn ra nó rất là thoáng. Đúng theo kiểu thiết kế của phía bên tôi, đưa tất cả không gian ở tại khu vực bên ngoài vào tại khu vực ở trong nhà. Rất thoáng quý vị nhá. Hướng này đúng là hướng gió luôn. Đủ công năng sử dụng cho một gia đình. Sang bên này một chút thì chúng tôi đến với một cái vách ngăn để sang đến với là thiết kế thông minh. Ở đây đặt một cái thảm tạo một cái cảm giác nó không quá là bẩn. Vì thật sự là nếu như mà đoạn này không đặt một cái thảm thì Ngọc Khánh thật sự, nếu mà tủ đồ với mọi thứ công năng sử dụng, cảm thấy nó khá là
khó chịu. Đây là ghế làm việc, một khu vực bàn làm việc áp vào tường với hệ thống thông minh. Một bên thì là đặt tủ, kệ, tivi. Còn bên này thì là sử dụng để bàn, để công năng của làm việc cũng khá là hợp lý. Sang bên này là khu vực của tủ quần áo. Quý vị có thể thấy là những khuôn viên của tủ quần áo được đặt ốp sát vào tại khu vực trong tường, nhưng không quá để cho khu vực này nó chiếm quá nhiều diện tích. Chúng tôi kéo dài sang đây luôn để làm ở đây. Đấy chính là thiết kế về, đấy chính là bàn trang điểm với tông màu chủ đạo, đấy chính là màu trắng, vì nó phù hợp với là màu tường. Cộng thêm đấy chính là khu vực cánh cửa, nó khá là đẹp. Wow, làm người giàu sướng thật quý vị ạ. Có một khu vực của không gian ban công, màu đây chúng tôi sử dụng đấy chính là màu vàng với những họa tiết, đấy chính là hình vuông bao bọc của tay của bên ngoài, ở trong là chắc là họa tiết hình tròn, hình bán nguyệt, hình vòng cung, uốn lượn để tạo những cảm giác Á Đông ở trong khu vực này. Khu vực của cột thì quý vị có thể thấy được rõ hơn so với quý vị chúng ta di chuyển lên trên này. Những hình khối được sắp xếp lên nhau, cộng thêm những khu vực của phào chỉ giật cấp như này, đã bảo là một ngôi nhà này là ngôi nhà phong cách hiện đại, mang phong cách Á Đông, đúng thật là như vậy. Có thể thấy được thêm là quý vị thấy là khi hai phong cách kết hợp lại với nhau để nó không đá nhau đi, nó mang một cái sự tinh tế và liên quan đến nhau, thì hãy chọn phong cách này. Hoàng Anh thấy rất là thích. Bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh sử dụng cho phòng master. Thường thường ở phòng master thì sẽ có nhà vệ sinh riêng rồi. Thì đây là khu vực của nhà vệ sinh riêng ở trong khu vực của phòng master đây. Đủ công năng sử dụng trong gia đình. Sang bên này thì chúng ta đến với không gian của một bé gái ở trong gia đình. Trải một tấm thảm màu đỏ chia ngăn ra khu vực của hai phòng, giữa phòng ngủ và nơi học tập cũng như là nơi vui chơi của tất cả các bé, cũng không quá là cầu kỳ, nhưng nó chỉ cần những thiết kế đơn giản thôi, nó mang lại những cái nét thẩm mỹ riêng. Và hệ thống này cũng thế ạ, có khu vực của cửa sổ để nhìn ra tại khu của phía bên ngoài, mang gió, luồng gió vào khu vực ở trong này. Ba khu vực cửa sổ rất là thoáng. Công năng sử dụng của phòng học cũng là ok, gồm khu vực của bàn học, tường. Tôi thấy là bạn này khá là đam mê K-pop, có luôn cả hình ảnh của Jack 5 triệu. Đây, ôi, cánh cửa này Lộc Khánh không để ý này, thật sự là không để ý, đang tìm xem là cái tủ nó nằm ở đâu. Thì quý vị có thấy không ạ, hệ thống tủ đấy ạ, rất là hợp lý ạ, nằm âm vào trong tường ạ. Đang tìm cái tủ, thật sự là đang tìm cái tủ của cái phòng này nằm ở đâu. Thì nó được thiết kế đẩy âm vào trong quý vị nhá. Khẩu trang không rất rộng ạ, một ngăn này, hai ngăn này, và ngăn kéo tủ này, một ngăn này, hai ngăn, ba ngăn, bốn ngăn này. Ngạc nhiên thật sự, rất tuyệt vời. Chúng ta sẽ đến với một căn phòng tiếp theo nữa. Ôi ôi, nói cái từ căn phòng mà thật sự. Căn phòng này sử dụng cho bé trai ở thư vực ở trong nhà. Với thiết kế có thể nhìn được ra mặt trước, mặt hông, mặt sau, những khu vực của cửa sổ rất là thoáng quý vị nhá. Đấy, mở cửa ra, đấy là khu vực của bàn học. Viền phào thể hiện đấy chính là cái sự nét trang trọng. Ở ngoài sử dụng chất liệu đơn giản, kính, nhôm, dễ tìm trên thị trường mà lại đẹp. Không gian của phòng ngủ, tủ đồ, đây này, đây mới thấy được tủ đồ này quý vị nhá. Còn lại khu vực ngăn trên thì quý vị thấy là với những cái khu vực của không phụ thuộc vào tường như này thì chúng ta có thể để một cái tủ cao lên, công năng sử dụng nó sẽ được nhiều hơn. Không gian tiếp theo quý vị nhá, đây có một khu vực của sân phụ của khu vực của tầng 2, mát mẻ, một không gian khá là rộng, đủ để những bữa tiệc ở tại khu vực này, hay rằng là có thể giải chiếu ra đây
ngồi mỗi buổi chiều, hướng này hướng gió quý vị nhá, hướng ánh sáng hướng trên kia, hướng này chúng tôi thiết kế là hướng gió, ngồi ở đây hay là khu vực của tập những môn thể dục ở tại khu vực này cũng khá là hay. Di chuyển một chút, chúng ta sẽ đến với một phòng, có thể gọi là phòng này là phòng thể dục ở trong nhà. Khu vực này gia chủ của chúng tôi thì chưa sử dụng cái căn phòng này vào mục đích gì, cho nên hiện tại bây giờ là đang để sử dụng những các bài tập yoga quý vị có thể thấy, hay là khu vực tập thể dục ở tại khu vực trong nhà này luôn. Nó khá là đẹp. Ở phòng này chắc là gia chủ để cho Ngọc Khánh hôm sau đến đây ở. Di chuyển sang ở tại khu vực khuôn viên ở sau này thì có một khu vực của phòng vệ sinh chung. Đây là khu vực của giặt quần áo, phơi quần áo. Và Ngọc Khánh rất thích cái này. Đời sống càng cao, chúng ta đến những cái phong cách ăn mặc đạt đến những giá tiền rất là cao. Đặt ở tại khu vực này để có thể là những bộ quần áo. Phải rất thích những cái không gian kiểu có những cái là và túi để phơi đồ. Những ngày trời mưa chúng ta thể những cái sử dụng những cái túi này. Đấy, những cái thiết kế hiện tại bây giờ khá là đơn giản. Ở bên cạnh đấy để đón gió thì chúng tôi sử dụng đấy chính là hệ thống cửa, cửa mở. Không phải là cửa đẩy mà chúng cửa đẩy ra, mà chúng ta đây là cửa đẩy ra hai bên để có thể là mở hết được cái tầm của cánh cửa thổi vào tại khu vực trong nhà. Thứ nhất là mát, thứ hai nữa là với những cái hệ thống của dàn treo thông minh này thì nó có thể rằng là đón được cái gió. Đây quý vị, đây có một hệ thống quay, chúng ta có thể quay ở đây. Đấy. Khá là hay, thông minh, đẹp, mát, sạch, sang, xịn, mịn. Đấy là nơi những cái từ mà Khánh nhà thể hiện cho căn nhà này. Chúng ta sẽ đến ở với thiết kế ở trên. Ở đây thì trên này thôi chúng ta sẽ sử dụng đấy chính là hệ thống mái ở tại khu vực trên này. Nhưng mà bên cạnh đấy chúng tôi sẽ sử dụng thêm một hệ thống, đó là hệ thống lấy gió trời. Đây quý vị có thể thấy không? Một cái khuôn ánh sáng này thôi, lấy gió toàn bộ. Hướng nào cũng có thể lấy được gió quý vị nhé. Nếu như cửa bên chúng ta có cửa phụ, ở trong chúng ta có những hệ thống của rèm cửa sổ. Ở sau chúng ta lấy một không gian đường ống để chúng ta có gió. Và tại khu bên nhà ở trước chúng ta cũng có khu vực của ban công ở tại khu vực ở trước. Rất tuyệt vời. Và tất cả các bạn đã cùng với Ngọc Khánh, chúng ta đã tham quan qua khu vực căn nhà mang phong cách hiện đại có hơi thở Á Đông. Vậy quý vị thích những chi tiết nào, hãy comment ở tại khu bên dưới. Hãy liên hệ với nhà đẹp Tân Á ở dưới ở phần mô tả quý vị nhé. Bên cạnh đấy hãy like, đăng ký kênh và bật thông báo cho chúng tôi. Đấy là niềm động viên cho chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Xin chào.